Xin chào các bạn, mình là Đinh Tuấn đến từ nova4x4.vn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái việc nâng cấp công suất của một chiếc Ford Ranger bản 3.2. Theo nhà sản xuất thì phiên bản động cơ 3.2 5 xi lanh thẳng hàng này sẽ cho ra công suất tối đa là 147 kW và moment xoắn cực đại là 470 Nm/m. 147 kW thì nó tương đương với khoảng 197 horsepower, 197 ngựa. Việt Nam mình thì hay dùng cái thuật ngữ là ngựa hơn là cái kilowatt, nên mình sẽ dùng cái thuật ngữ horsepower, tức là ngựa, để giới thiệu cho các bạn dễ hình dung. Thì thông số của nhà sản xuất đưa ra nó là thông số tại cái trục máy, và sau khi mà nó qua cái cơ cấu của hộp số của mâm vỏ thì nó sẽ phải suy hao đi. Và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cái việc đo lường ở trên cái dàn Dyno Z. Cái dàn Dyno Z các bạn là cái dàn để mô phỏng để chúng ta đo được cái công suất, đo được cái lực kéo của một chiếc xe. Dàn này thì được Nova 4x4 nhập khẩu từ Mỹ về. Và theo mình được biết thì ở Việt Nam rất là ít đơn vị có trang bị cái dàn Dyno Z này. Chúng ta sẽ cùng coi cái biểu đồ công suất của xe sau khi mà kỹ thuật viên của Nova thực hiện cái hình thức là đo cái dàn trên dàn Dyno. Đây chúng ta có thể thấy được, chúng ta vừa hoàn tất cái việc đo của cái xe này trên dàn Dyno bởi hai lượt đo. Và chúng ta thấy hai cái đường màu xanh và màu đỏ đây nó rất là trùng khớp với nhau. Điều này thể hiện rằng là cái việc đo như vậy nó đúng kỹ thuật và nó không có sai lệch nhiều so với hai lần đo. Đầu tiên là cái đường màu đỏ. Chúng ta có thể thấy là cái công suất cực đại nó đạt được là ở 167 horsepower, tức là 167 ngựa tại vòng tua máy khoảng 3.000 vòng. Và cái kết quả của lần đo thứ hai nó cũng xem như vậy. Và moment xoắn cực đại là 420 Nm/m ở vòng tua, giải tua khoảng 2.600 vòng một phút. Như vậy là so với thông số đo tại trục máy và công bố của nhà sản xuất thì đo tại trục bánh xe chúng ta có thấy là công suất đã suy hao khoảng 30 ngựa. Và tương tự như vậy, cái lực kéo cũng suy hao khoảng 70 Nm/m. Tại trục máy khác với đo tại trục bánh xe thì nó ở như dòng xe nào cũng có, và tùy vào xe máy dầu, máy xăng, tùy vào cái chất lượng của cái hộp số mà cái sự suy hao đó nhiều hay ít. Ở đây chúng ta thấy được rằng là trên thực tế tại trục bánh xe là 170 horsepower, 170 ngựa, và tại trục bánh xe cái moment xoắn cực đại, tức là cái lực kéo ấy, là 420 Nm/m. Và chúng ta sẽ cùng chờ cái kết quả sau khi được đội Nova 4x4 nâng cấp về cái phần mềm cũng như là phần cứng, để chúng ta xem là cái công suất được đẩy lên tới bao nhiêu. Xe của chúng ta đang trên cái dàn Dyno Z để đo lại cái công suất sau khi mà kỹ thuật viên của Nova 4x4 tiến hành việc remap phần mềm và lắp thêm một số phần cứng. Và các bạn, chúng ta đã hoàn thành cái việc đo hai lần cái
trên dàn Dido Z sau khi mà kỹ thuật viên của Nova 4x4 đã tiến hành remap, tức là nạp lại một cái phần mềm với cái hiệu suất nó cao hơn, nó phù hợp hơn với cái phần cứng, cũng như là điều kiện về xăng dầu, điều kiện về cái độ ẩm và cái nhiệt độ của Việt Nam. Và sau đây chúng ta sẽ coi cái màn hình dyno để thấy cái kết quả. Wow, wow, wow. Chúng ta có thể nhìn thấy trên đây, nãy như tôi nói với các bạn là hai cái đường xanh đỏ là cái đường trước khi làm remap, và cái đường vàng và cái đường xanh nhạt đây là sau khi làm remap. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái công suất, cái đường công suất và cái đường moment nó lên ngay từ những cái nước ga đầu tiên. Nó lên dốc đứng ngay từ những cái nước ga đầu tiên. Chính vì vậy nó giúp cho xe của chúng ta khi mà adapt, khi mà đề ba lên nó rất là nhẹ nhàng và vọt. Chúng ta hãy coi cái biểu đồ đây. Cái giải công suất nó tăng đều suốt từ đầu, tức là từ một vòng tua khoảng 1.000, ở đây là 1.600 vòng một phút, cho tới vòng tua 3.600 vòng một phút. Đó, giải công suất nó được nâng lên khá là cao các bạn ha, cả công suất lẫn lực kéo. Ở đây chúng ta có thể thấy được so với cái mức ban đầu thì công suất tăng lên ở đây là 30 HP, và cái moment xoắn tăng lên được 100 Newton trên 1 mét. Như vậy là xe chúng ta ngoài cái khả năng là đề ba nhanh hơn, mạnh hơn, bứt tốc hơn, thì chúng ta có được cái max power cao hơn khá là nhiều, thể hiện cái sức mạnh và cái khả năng duy trì cái tốc độ ở cái tốc độ cao. Và xe này chúng ta đã làm gì với nó mà để được cái sự tăng công suất đến tuyệt vời như vậy? Ở đây chúng tôi chỉ can thiệp sơ một số các cái phần cứng, bao gồm là giải nhiệt khí nạp, intercooler, cái bộ làm mát khí nạp. Chúng tôi có hai thương hiệu là Flex của Thái Lan hoặc là HDI, tức là HDI của Australia. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã thay thế cái bộ air intake thông thường lọc gió giấy bằng cái hộp air intake của Emax, và lọc gió nấm K&N. Cái này nó giúp cho mình sẽ lấy được cái chứa được cái thể tích này, nó lớn hơn cái hộp zin, nó sẽ đảm bảo một cái lượng không khí sẵn có trong hộp nó nhiều hơn, và nhờ vậy là nó cung cấp được một cái lượng không khí, một cái lượng khí nạp dồi dào và mát hơn so với cái nguyên bản. Kết nối với cái ống Emax này, chúng ta có thể dùng cái ống thở của Safari, hoặc Emax họ cũng sẽ có một cái ống thở bằng inox được kết nối vào đây để chúng ta thực hiện trong các cái hành trình off-road, trong trường hợp mà điều kiện bị nước ngập sâu. Ngoài ra thì xe này cũng được thay thế một cái bộ bô full cây. Bô này thì nó là bô full của Redback. Một bộ full của Redback, nó gồm có bầu bô và muffler với lại catalyst đầy đủ. Cái tiếng bô trầm ấm nhưng mà uy lực, nó không ồn ào. Còn các bạn thích ồn ào thì chúng ta có thể bỏ cái bầu muffler ra và bỏ luôn cái phần catalyst, thì khi đó tiếng bô nó sẽ khá là ồn ào gầm gừ một chút. Và điều quan trọng là để tương thích với cái phần cứng này thì ta cần một cái phần mềm phù hợp. Và Nova 4x4 là cái đối tác của Allianz của Ý, đối tác chính thức, và được chuyển giao đầy đủ các cái tool, phần cứng cũng như là phần mềm. Và các kỹ thuật viên của Nova cũng đã được training đầy đủ bởi Allianz, đảm bảo cho việc là chúng ta can thiệp vào cái hộp nó an toàn. Và chúng tôi cam kết là bảo hành cái bản map của mình vĩnh viễn trọn đời xe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo. Xin chào.